Alo, Cà Phê Cốc xin kính chào cô chú anh chị em trong nước ngoài nước ha. Hôm nay thì Cà Phê Cốc có một cái chia sẻ về câu chuyện của ca sĩ Thủy Tiên về vấn đề gọi đính chính về vấn đề là cái clip mà gọi là 6 tờ màn hình giá 500.000 đồng mà được phát là 5 triệu đồng. Thì cũng được báo chí trên phương diện là ca sĩ này phân trần với khán giả của ca sĩ trên phương diện là một cái status của mang tích xanh của chính chủ, đó là ca sĩ Thủy Tiên. Thì vừa đây mới ra một bài báo ở trên phương diện bài báo của đọc người đọc báo.vn thì có đăng tải một đoạn một cái thông tin cực kỳ khá là hay nha cả nhà. Thì Cà Phê Cốc xin phép đọc bài báo này cho cô chú quý chị em nghe. Đây là có chủ đề tiêu đề là Thủy Tiên bị mỉa mai vì tung ra ca khúc mới trước ngày đến phiên tòa của bà Phương Hằng. Thì vào ngày 16 tháng 5 lúc 14 giờ cả nhà, 14 giờ thì ca sĩ Thủy Tiên này có đăng một bài một bị báo đọc báo có đăng tải, đó là sản phẩm âm nhạc mới của Thủy Tiên vấp phải sự chê bai mỉa mai của dân mạng. Mới đây Thủy Tiên đã cho ra mắt bản cover Bất Nhiễm, một bản nhạc nổi tiếng của Trung Quốc. Không chỉ đăng tải ca khúc này trên nền tảng YouTube, Thủy Tiên còn đăng tải trên TikTok. Tuy nhiên, clip trên TikTok đã bị xóa đi sau đó. Nguyên nhân được dân mạng dự đoán là do quá ít người xem. Sản phẩm âm nhạc lần này của Thủy Tiên nhanh chóng nhận về hàng loạt những sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Người Việt chê bai giọng hát, nội dung ca khúc, dân mạng chủ yếu nhắc về những lùm xùm của những của nữ ca sĩ xoay quanh câu chuyện từ thiện. Đặc biệt, mọi động thái của Thủy Tiên đều được quan tâm đến sau khi thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng bị triệu tập đến phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1 tháng 6 sắp tới. Sau nhiều năm không nghe Thủy Tiên hát, giờ hát lại thấy kém xa các ca sĩ tài năng hiện nay. Thì tôi không biết là đăng bài hát này, đăng đọc chữ nữa, thua xa bản gốc, chả cảm nổi nhạc, chỉnh nhạc rồi mà còn nghe tệ. Hôm nay có nuôi kiến đọc kinh nữa không chị? Tập trung vào mà ăn vạ. Tưởng ca khúc tên Bất Nhân, lo tên lên tò đi chị ơi. Thì đây là những cái dòng cơm được trích ra từ báo người đọc báo nha cả nhà, đó là đọc báo.vn. Thì đọc báo.vn này cũng có mình cũng kiểm tra kỹ là nó có ở tại trang này là của công ty cổ phần Quang Minh Việt Nam ha. Thì chúng ta thấy là câu chuyện này khá là vui khi mà chị Thủy Tiên có những cái lùm xùm đính chính về cái đoạn clip đưa lên khi mà từ thiện miền Trung năm 2020, rồi sau đó ra cái bản cover lại của nhạc Trung Quốc, bản Bất Nhiễm hay cả nhà. Thì chúng ta thấy dân cộng đồng mạng cũng rất là bức xúc về cái hành động của cô ca sĩ này. Thì chúng ta cũng là những người dân Việt Nam, thì chúng ta theo diễn dõi diễn biến của những người trong câu chuyện này. Thì chúng ta cũng đã từng biết là thứ nhất là anh Đức Hỉnh nè cũng lên động thái, sau đó là Báo Pháp Luật cũng lên lại góc độ nhiều, chị Đinh Thị Lan thì ra cái nặng là khiếu nại mà chưa có đơn triệu tập cậu phải cốc thắt rất buồn cười. Đến thứ hai nữa là anh Đàm Vĩnh Hưng thì bị bệnh. Thì đến thứ hai động diễn biến thứ thứ ba nữa là chỗ nghệ sĩ Hoài Linh thì ăn no ngủ kỹ, hiện tại là đang vui thú với ở thiên nhiên, rất là hay cả nhà ha. Thì động thái thứ tư nữa là chỗ Thủy Tiên thì chúng ta thấy được cập nhật hàng loạt trên phương diện báo chí chính thống cho cô chú anh chị em. Cậu Phê Cốc xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em ha, được cập nhật tin tức hàng ngày hàng giờ hóng theo dõi drama của CEO Nguyễn Hoàng diễn biến mới nhất, đem đến cho cô chú một cái góc nhìn thật sự là khách quan công tâm. Ai yêu thích thì nhấn like và đăng ký chia sẻ giùm cho Cà Phê Cốc. Mọi ý kiến đóng góp về cho Cà Phê Cốc, cô chú anh chị em có thể gửi dưới bình luận nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú quý anh chị em.
chúc cô chú anh chị em một ngày mới thật là an lành.